Xin chào anh Nguyễn Anh Hoàng ở Hải Phòng và xin chào các bạn. Hôm nay thì anh Hoàng có đặt hàng với mình là một mạch khuếch đại 8 sò san ken 2 kênh, sử dụng sò là 494 và 3858. Tiếp theo đó là một mạch chỉnh âm sắc 12V đơn V6. Đấy. Và cuối cùng là một mạch chỉnh âm sắc 2.1. Đấy, sử dụng nguồn là từ 10 cho đến 24V DC. Thì khi anh nhận được sản phẩm sẽ bao gồm là ba bộ mạch như thế này và kèm theo đó là các giắc ba chân chống nhiễu bên em đã chế cho anh. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee đặt hàng. Shop mình có tên là Linh Kiện 759, hoặc đơn giản nhất các bạn có thể xuống phần bình luận tích và lời mua hàng anh em nhé. Thì ở dưới đây thì tất cả các sản phẩm anh theo bao gồm tiền ship thì anh sẽ thanh toán cho bên em sẽ là 1.200.000 đồng. Thì khi anh nhận được hàng sẽ bao gồm các mạch như sau. Thì ở đây thì anh có nhờ bên em là đấu nối cho anh ra cái mạch 8 sò san ken này, thì sẽ một kênh là bên là kênh xúc, một bên sẽ là kênh phun anh em nhé. Thì ở đây là em đã chế xong cho anh rồi. Thì đầu tiên tín hiệu âm thanh đi vào thì em sẽ đi bằng jack ba chân này, đi vào mạch âm sắc 12V đơn V6 này. Đó. Chúng ta sẽ đầu jack sẽ đi vào đầu in, còn đầu out thì chúng ta sẽ đi vào mạch âm sắc 2.1. Thì mạch âm sắc 2.1 này nó sẽ gồm có hai jack nữa đi ra âm thanh, thì một jack sẽ là kênh phun và một jack sẽ là kênh sweep anh em nhé. Đó. Thì đây em đã chế cho anh đây. Để cho anh xem. Thế đây nó sẽ có gồm là một cái jack to này, một cái jack to đầu ao của mạch âm sắc 12V đơn V6 này. Sẽ hàn để ra một cái jack ba chân nhỏ để đi vào mạch 2.1. Còn từ mạch 2.1 đi vào kênh mạch 8 sò san ken thì em đã chế cho anh đây là có hai jack nhỏ này, ba chân này. Hàn để đi ra một jack ba chân to để đi vào mạch 8 sò. Đấy. Thì đây là bên cạnh cái đầu in nhận tín hiệu âm thanh của mạch 2.1 sẽ là kênh full, còn cái jack còn lại sẽ là kênh súp anh em nhé. Đây. Thì những cái jack này thì kênh L trên mạch 8 sò này sẽ là kênh full, còn mạch kênh R này sẽ là kênh của loa súp anh em. Rồi nguồn thì nguồn mình cấp cho mạch 8 sò san ken này sẽ là nguồn 20V AC đôi, kèm theo đó là 12V AC phụ đơn anh em nhé. Nguồn cho hai mạch âm sắc này là nguồn 12V DC, mình sẽ cấp chung vào nó luôn. Đây nó sẽ có một cái jack mạch 2.1, nó sẽ có một cái jack hai chân màu có ký hiệu đỏ đen âm dương này, mình sẽ đi chung cùng với lại mạch âm sắc 12V đơn V6 và sử dụng chung nguồn là 12V DC. Thì anh ngoài ra còn có nhờ bên em là sẽ hàn cho mình là một cái jack, một cái chiết áp tổng ở mạch âm sắc 12V đơn V6 dài khoảng tầm 20cm. Thì đây em đã hàn cho anh rồi. Rồi bây giờ em sẽ sử dụng là một bản nhạc của NCF Electrolyte để test hàng nhé. Loa thì ngày hôm nay em test sẽ bằng hai loa Bass 30 Full BBB. Đây thì em sẽ có một bản nhạc của NCF Diamond EZ. Đây thì đầu tiên chúng ta sẽ test về âm lượng tổng anh em nhé. Thì đây là âm lượng mình chỉnh tổng cho cái mạch 12V đơn V6 này. Ở giữa này nó sẽ là cái chiết hát tiếp theo là chiết áp blend, thì sẽ là điều chỉnh loa trái phải. Thì ở đây là anh đã chế thành một bên súp và một bên full, thì gần như là cái này nó không có tác dụng mấy đâu. Tiếp theo đây sẽ là súp và đây là check để chúng ta chỉnh nhạc. Thì ở đây nó sẽ có một con chiết áp, đây là âm lượng tổng này. Đó. Và
Và tiếp theo đây sẽ là một cái chiếc app Blend để điều chỉnh loa trái phải. Chúng ta nghiêng về bên phận sang bên nào thì nó sẽ chỉnh loa sang bên đấy. Thì cái này nó anh đã chế thành một bên là sub, một bên là full thì nó sẽ không có hiệu quả máy đâu. Chúng ta cứ để khoảng tầm 12 giờ là ok. Tiếp theo đây sẽ là chiếc app để chỉnh tiếng bass. Và cuối cùng đây là chiếc app để chỉnh check. Còn mạch 2.1 này thì nó sẽ gồm có là đầu tiên sẽ là chiếc app volume tổng này. Tiếp theo là âm lượng của sub và cuối cùng là cái chiếc app để cắt tần sub anh em nhé. Tần số của sub anh em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh nha. Bây giờ em sẽ lắp lại kênh full anh em nhé. Tất cả hoạt động là bình thường. Bây giờ em sẽ rút nguồn ra để đánh cho ký hiệu và gửi hàng cho anh nhé. Ok, thì bây giờ em sẽ cho anh xem lại các đầu nối của bên em để anh có thể về để sử dụng như bình thường nhé. Thì đầu tiên là tín hiệu âm thanh nó sẽ đi vào cái jack ba chân này, đi vào đầu in của mạch âm sắc 12V6. Tiếp theo đó là đầu out thì chúng ta sẽ đi cho một cái jack ba chân to sang ba chân nhỏ này, nó sẽ đi vào đầu in của mạch 2.1 đó. Và còn đầu out bên phải này hoặc là out bên trái này thì out bên phải sẽ là loa full và out bên trái sẽ là loa sub, thì sẽ đi cùng và đấu cùng với nhau vào một dây rắc ba chân to để đi vào mạch 8/16 san ken. Nguồn thì chúng ta sẽ cấp vào đây và nguồn phụ đây. Còn đây là cái đầu ba chân để chúng ta đi ra tín hiệu âm thanh đi ra loa. Đó. Chia thì em đã hàn rồi. Còn nguồn thì ở đây là cái mạch 2.1 nó sẽ tặng kèm cho chúng ta là một cái rắc hai chân nhỏ có dây màu đỏ đen này là âm dương này để chúng ta có thể cấp cùng với lại cái mạch 12V6 để sử dụng chung nguồn cũng ok. Bởi vì hai mạch này nó đều sử dụng chung nguồn từ 12 đến 24V DC. Thì cái mạch âm sắc 12V6 này thì cũng em đã đánh dấu ký hiệu rồi, nó sẽ có ký hiệu là 27 này. Đó. Còn mạch 2.1 này nó là cái ký hiệu là 10. Đấy. Và việc bây giờ em chỉ còn là đánh dấu ký hiệu cho mạch 8/16 san ken mà thôi.
Đây là kia sản phẩm. Ok, và cuối cùng thì rất cảm ơn anh Nguyễn Anh Hoàng ở Hải Phòng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.